Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội, cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan, vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Sau khi điện Minh Đường bị đốt cháy, Phùng Hoài Nghĩa mất mạng rồi, chẳng biết tâm tư của Võ Tắc Thiên ra sao. Đột ngột tỏ ra chán ghét Phật giáo, từ đó trở đi không hề tuyển chọn hòa thượng hay đạo sĩ nào nữa. Những việc hoằng dương Phật Pháp trước kia như dựng chùa, in kinh cũng không được nhắc tới nữa. Võ Tắc Thiên bắt đầu nhận ra là nho giáo mới thực sự là nền móng để cai trị. Do vậy, khi cung điện mới xây xong, Võ Tắc Thiên đặt tên là Chiêu Dương, dùng làm chỗ tiếp kiến bá quan. Phải chăng vì tình cảm sâu kín với tể tướng Địch Nhân Kiệt mà Võ Tắc Thiên mới nhận ra, nho gia mới là những chân chính quân tử, giúp cho bất cứ triều đại nào hoàn thiện và thịnh trị. Thời điểm này, đầu óc Võ Tắc Thiên còn chất chứa đầy băn khoăn về việc sẽ tôn lập con cháu họ Lý hay con cháu họ Võ làm thái tử. Không còn chỗ nào nhớ đến người tình một thời gian làm cho bà ta xao xuyến, mê ly nữa. Thiếu bóng Hoài Nghĩa, Viên Trung lang tướng họ Viên sẽ là người thay thế hầu hạ gối chăn cho bà Hoàng Đa Sâm. Tiếc rằng Viên tướng quân không được sủng ái bao lâu, bởi ngoài cái báu vật trời cho ấy, hắn không còn bất cứ tài nghệ nào khác, thua xa Phùng Hoài Nghĩa. Trong thời gian đầu, Võ Tắc Thiên hết sức ưng ý với Viên lang tướng, nhưng sức người có hạn, chỉ trong vòng vài tháng, Võ Tắc Thiên đã vắt kiệt sinh lực của hắn bằng sự dẻo dai của mình. Còn Tuấn Mã họ Viên hành hạ vợ mình đến nỗi thân thể tàn tạ suy nhược, nhưng gặp đối thủ cao tay hơn, hắn đành ngã gục. Mỗi ngày càng kém đi làm Võ Tắc Thiên mất hết hứng thú. Một đêm kia sau khi hầu hạ xong, Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói thẳng: "Khanh cần phải tầm bổ khá nhiều đấy, ngày mai hãy về cho Trịnh phu nhân săn sóc nhé." Đó chính là lệnh trục khách. Làm gì Viên lang tướng không hiểu, cúi đầu hổ thẹn, lập tức tuân lệnh vị nữ thiên tử. Từ đó trở đi, không còn ai nghe Trịnh phu nhân phàn nàn, mà cũng không còn ai nghe Viên lang tướng huênh hoang nữa. Có lẽ hắn đã dốc sức quá độ trong thời gian ngắn, nguyên khí đã kiệt quệ, dù tầm bổ đến đâu cũng không bao giờ phục hồi như ngày trước được nữa. Viên lang tướng buồn một thì Võ Tắc Thiên buồn đến 10. Bởi từ khi nắm trọn quyền thế, chưa đêm nào bà thiếu vắng bóng đàn ông. Tuy bọn nịnh thần ra sức tiến cử hiền tài, thậm chí trơ trẽn tự tiến cử chính mình, nhưng không một ai làm cho Võ Tắc Thiên hài lòng. Bà rất cần những nam nhân vừa trẻ trung tuấn tú, vừa có tài nghệ cao cường. Thái Bình công chúa luôn luôn đọc được ý nghĩa sâu kín nhất của người mẹ ruột. Một hôm Thái Bình công chúa vào cung, chờ Võ Tắc Thiên dùng cơm xong thì xin vào phòng riêng báo một tin bí mật. Hiện giờ đất nước Thái Bình từ nội phản cho đến ngoại xâm đều bị tiêu diệt. Còn điều gì bí mật hơn là phòng chung tình sử. Vì vậy Võ Tắc Thiên hớn hở dùng cơm xong liền hỏi trước:
Người đã tìm ra một nhân tài nào rồi chăng? Người đã thử thách trước chưa? Thái Bình công chúa không hề đỏ mặt đáp: Mẫu hoàng quả thật sáng suốt. Hiện nhi nữ đã vô tình tìm được một chàng trai trẻ, không thể gọi là nhân tài, mà phải gọi đích xác là quái kiệt mới đúng ạ. Võ Tắc Thiên qua nhiều lần giao tiếp với đủ loại người, từ hòa thượng, đạo sĩ cho đến lang y, tất cả đều đã lớn tuổi. Từ khi được viên lang tướng quân hầu hạ, bà mới nghiệm ra được một điều, đó là trai trẻ vẫn hay hơn mấy ông già lão. Võ Tắc Thiên nghe Thái Bình công chúa khoa trương thì thích thú hỏi: Hắn tên là gì? Lai lịch ra sao? Thái Bình công chúa cười hì hì đáp: Hắn họ Trương, tên Sương Tông. Gia chung họ Trương cũng tầm thường, nên hắn phải lăn lộn trong giới thanh lâu tiểu điếm ở kinh thành kiếm miếng ăn. Nhi nữ được một người bạn giới thiệu, đã có một thời gian thử thách, biết chắc chắn tài nghệ của hắn rồi mới dám đem dâng cho mẫu hậu ạ. Thật ra nhi nữ không có ý ăn riêng đâu ạ. Võ Tắc Thiên chẳng quan tâm tới việc này. Dù Thái Bình công chúa nói là một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn đã chán chê mới đem dâng cho người khác. Bà không cần họ Trương có quá khứ như thế nào, chỉ cần hắn đủ sức thỏa mãn là hài lòng lắm rồi. Vì vậy ngay đêm hôm đó, Võ Tắc Thiên chuyển cho Thái Bình công chúa đưa Trương Sương Tông vào cung. Thoạt mới nhìn, Trương Sương Tông không tuấn tú cho lắm, nhưng bù lại thân hình lực lưỡng, biểu lộ một sức lực cường tráng. Đến khi thấy báu vật của hắn, Võ Tắc Thiên càng thêm hài lòng vì không thua kém viên lang tướng là mấy. Quả nhiên đêm hôm ấy, Võ Tắc Thiên trải qua một trận đấu chiến thật mê tơi, so ra cả Phùng Hoài Nghĩa cũng chưa sánh kịp. Sự ưu ái được mọi người nhận ra ngay lúc sáng. Võ Tắc Thiên biệt lệ cho Trương Sương Tông điểm tâm với mình. Sau đó, Võ Tắc Thiên còn hạ lệnh cho Trương Sương Tông ở lại hậu cung, không cần về nhà nữa. Một lần kia sau khi vui vẻ với nhau, Trương Sương Tông buột miệng nói: Hậu cung quả là chốn thần tiên, thà hồ ăn ngon mặc đẹp. Tiểu thần chỉ tiếc cho đứa em trai còn nhiều khả năng hơn, mà không được may mắn như tiểu thần. Võ Tắc Thiên hứng thú hỏi: Ngươi nói sao? Em trai ngươi còn nhiều khả năng hơn là sao? Trương Sương Tông liền nói thẳng ra: Em của tiểu thần là Trương Dịch Chi. Tuy bề ngoài có vẻ ẻo lả, thích bôi son đánh phấn, nhưng thực sự có nhiều tài nghệ kinh người. Hầu hết các cô nương ở thanh lâu, mỗi lần kiếm được nhiều tiền đều gọi hắn đến xoa bóp mê mẩn trước khi hành sự. Tài nghệ này không ai bì nổi ạ. Đây là điều Võ Tắc Thiên không lạ lùng gì lắm, bởi các tình nhân là lang y của bà ta trước kia hầu hết đều phải dùng đến thủ thuật kích thích như bấm huyệt, xoa bóp, vân vân. Khi ấy Võ Tắc Thiên đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn còn hết sức dẻo dai. Vì vậy càng nhiều nam sủng càng tốt, càng có nhiều thủ thuật càng thích. Vì vậy nghe Trương Sương Tông giới thiệu, Võ Tắc Thiên không hỏi thêm nữa, lập tức hạ chỉ gọi Trương Dịch Chi vào cung. Những giới thiệu của Trương Sương Tông hoàn toàn không khoa trương. Trương Dịch Chi rất tài về nghệ thuật kích thích phụ nữ. Võ Tắc Thiên thật sự hài lòng về cả hai anh em. Thế nhưng làm thế nào để danh chính ngôn thuận giữ mãi anh em họ Trương ở hậu cung mà quần thần không dị nghị? Ban cho họ tước công hay làm trung thư ư? Cả hai đều chẳng biết lấy một chữ. Từ khi khôn lớn chỉ biết lấy sức lực của mình mua vui cho bọn ca kỹ, làm sao đột ngột có thể làm quan đại thần? Còn giả trang làm thái giám thì quá thường tình, ai cũng thừa biết. Võ Tắc Thiên suy nghĩ nhiều ngày mới nảy ra được một ý tưởng hoàn hảo. Bà xuống chiếu cho thành lập một tòa viện mới đặt tên là Phượng Thần Viện.
tiếng là vậy, chứ Phượng Thần Viện không hề chuyên trách về việc nuôi chim, tuy cũng có một số hạc để làm cảnh. Theo lời giải thích của Võ Tắc Thiên thì tổ tông họ Lý là Lão Tử rất thường ngao du bằng cách cưỡi chim hạc. Do vậy, Phượng Thần Viện tượng trưng cho tinh thần lão giáo. Phượng Thần Viện có nhiệm vụ chuyên trách nghiên cứu từ lão giáo cho đến nho giáo. Bất cứ sách vở nào của Lão Tử, Khổng Tử, thậm chí cả Phật giáo cũng được đem vào viện để các học sĩ uyên bác xem xét và phát huy. Phượng Thần Viện trở thành một cơ quan duy nhất toàn những bậc lão thành học rộng hiểu cao, nhưng ngồi chơi xơi nước. Tháng tháng đến kỳ vào ngân khố lãnh ngân phiếu, có nghiên cứu hay không, Võ Tắc Thiên chưa bao giờ để ý tới. Đã có cơ quan, tất phải có người đứng đầu. Trương Xưng Tông và Trương Dịch Chi được phong chức đồng viện trưởng. Phượng Thần Viện có tàng các ở hậu cung, thế là hai anh em họ Trương đã có lý do lui tới tự do. Tuy vậy, chẳng ai thèm gọi hai anh em bằng chức vụ. Hầu hết người ở hậu cung đều gọi Trương Xưng Tông là Ngũ Lang, còn Trương Dịch Chi là Lục Lang, bởi họ là người thứ năm và thứ sáu trong gia đình họ Trương. Hai anh em họ Trương cũng chẳng cần gọi là gì, miễn là ngày cơm no áo ấm, lại có quyền thế là vui vẻ lắm rồi. Bọn chúng chuyên mua vui cho các kỹ nữ chẳng được bao nhiêu tiền, bây giờ hầu hạ nữ hoàng, tha hồ tác oai tác quái thì còn muốn gì hơn. Phượng Thần Viện dưới tay thao túng của anh em họ Trương dần dần trở thành chỗ vui chơi trụy lạc nhất trần gian. Thế nhưng Trương Xưng Tông không hề để tai. Hắn nhân cơ hội này rất hay mặc áo bằng lông chim, miệng thổi sáo, ngồi trên lưng một con hạc gỗ có bánh xe để bọn nô bộc trong viện đẩy đi, giả như mình là đệ tử chính cống của Lão Tử. Võ Tắc Thiên tỏ ra rất thích màn trình diễn này. Trước kia bà hâm mộ Phật nên để cho Phùng Hoài Nghĩa tha hồ biểu diễn các màn Phật hiện thân. Bây giờ bà hâm mộ Lão Tử thì tất nhiên phải hài lòng với màn trình diễn của Trương Xưng Tông. Càng ngày anh em họ Trương càng phóng túng hơn. Thuận theo sự sủng ái của Võ Tắc Thiên, thậm chí bọn chúng tổ chức những cuộc vui để khoe hạ bộ. Tên nào lớn nhất, đẹp nhất sẽ được tiến cử lên cho Võ Tắc Thiên thưởng lãm. Những trò chơi trụy lạc bỉ ổi này được tổ chức công khai và thường xuyên, nên chẳng bao lâu, hầu như các đại thần đều nghe biết. Ai nấy đều hết sức tức giận, nhưng chưa thể làm gì được bọn chúng. Một tên vô lại là Vi Hữu Tường cũng theo gương bọn anh em họ Trương. Khi ra phố chợ, khoe ẩm lên sở dĩ mình được vào Phượng Thần Viện là nhờ có cái hạ bộ đẹp. Chẳng ngờ khi ấy có một nho sĩ già nghe được, liền viết thư gửi lên yêu cầu Võ Tắc Thiên trừng trị Vi Hữu Tường. Võ Tắc Thiên có nhận được thư, rất nhã nhặn mời nho sĩ ấy vào cung ngỏ lời cảm ơn. Thế thôi, việc đâu lại vào đấy. Tuy nhiên nhờ vào việc này, mà Võ Tắc Thiên biết được Phượng Thần Viện đã nổi tiếng dâm ô lan ra cả dân gian, vội vàng đổi tên là Nội Thị Phủ, phong cho anh em họ Trương là Nội Thị Trưởng. Thế là tình hình vẫn y như cũ. Mặc cho triều thần và người dân đàm tiếu phê phán, Võ Tắc Thiên giả như tai ngơ mắt điếc, tiếp tục truy hoan với anh em họ Trương, chia phiên nhau ra phục dịch. Thật sự Trương Xưng Tông và Trương Dịch Chi không hề được nghỉ ngơi. Hễ người này tới lượt hầu ngủ Võ Tắc Thiên thì người kia bị Thái Bình công chúa gọi về phủ làm việc. Tình hình đến lúc quá tệ hại nhưng vẫn chưa bùng nổ. Chỉ đến khi một việc tàn ác xảy ra, nó mới như thùng thuốc nổ
bị châm lửa đốt. Nguyên nhân là do hai đứa con, một trai một gái của Lý Hiền, có lần lớn tiếng phê phán bà nội trước mặt nhiều người. Tuy đã già, Võ Tắc Thiên vẫn chưa từ bỏ được tính độc ác thành nết, lập tức sai người đem hai đứa cháu ra đánh đòn cho tới chết. Võ Phỏ Mã, chồng của cháu gái, lại là con của Võ Thừa Tự. Họ hàng rất gần với Võ Tắc Thiên, vẫn không thoát khỏi liên lụy. Võ Tắc Thiên bắt đứa cháu vô tội ấy phải treo cổ, tự xử, dù chẳng phê bình câu nào. Võ Tắc Thiên lạnh lùng kết tội hắn là không biết dạy vợ. Chỉ một việc nhỏ nhặt như vậy đã phải tự tìm cái chết. Nếu đem so sánh với Cao Tông sẽ ra sao? Ông ta hoàn toàn không biết dạy vợ, nên Võ Tắc Thiên mới làm mưa làm gió được như ngày nay. Đáng ra Cao Tông không biết dạy vợ, cũng phải tự xử mới đúng lẽ công bằng. Hành động quá tàn nhẫn này như một làn gió nóng thổi lan khắp triều đình. Thùng thuốc súng đã sẵn sàng phát hỏa. Thế mà Võ Tắc Thiên không hề hay biết, và chính bọn anh em họ Trương lại càng lộn hành hơn. Không chỉ bọn chúng tác oai tác quái, mà đến thân thuộc họ hàng cũng dựa vào quyền thế của chúng để hãm hại cướp bóc dân lành. Không một ai dám kêu cầu, bởi chính quan phủ cũng còn lo thân mình không xong, chẳng dám đụng tới bất cứ việc gì có dính líu với anh em họ Trương. Đó là về phần các quan nhỏ, riêng các đại thần có lòng yêu nước như Ngụy Viễn Trung, Trương Giản Chi, Diêu Nguyên Sùng, v.v. bí mật họp nhau tìm cách tiêu diệt Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi. Nội bộ trong hậu cung cũng xảy ra nhiều hỗn loạn ngấm ngầm, bắt nguồn từ một cô gái tuyệt sắc tên là Thượng Quan Uyển Nhi. Vốn là tội phạm bị xông vào cung làm nô tỳ, nhờ năng khiếu văn chương xuất sắc, Uyển Nhi được Võ Tắc Thiên yêu mến, phong làm chiêu dung nữ quan, giúp mình trong việc soạn thảo các chiếu chỉ. Nhờ vậy, Uyển Nhi có cơ hội ít nhiều tham dự vào chính sự. Uyển Nhi phục vụ Võ Tắc Thiên hết sức trung thành, không ai ngờ rằng cô gái ấy vẫn mang trong lòng một mối thù chưa trả được. Uyển Nhi quyết định sẽ nhịn nhục sống trong hậu cung, dùng tới sắc đẹp và trí tuệ của mình phá đổ cơ nghiệp của Võ Tắc Thiên mới cam lòng. Vì có nhiều dịp thân cận Võ Chiêu Nghi và Cao Tông, Uyển Nhi quyết định sử dụng mỹ nhân kế khá nhiều lần, liếc mắt đưa tình hay cố ý đụng chạm để Cao Tông chú ý. Khi ấy Uyển Nhi là một cô gái còn son trẻ, Cao Tông cũng sấp xỉ tuổi tam thập, nên giữa hai người đã có chút nảy nở về tình cảm. Thế nhưng Võ Chiêu Nghi còn tinh danh hơn. Từ khi nhìn được ý định của Uyển Nhi thì rất ít khi cho viên nữ quan ngồi chung với Cao Tông. Uyển Nhi đành phải xếp lại kế hoạch chiếm lòng Cao Tông làm chỗ dựa tiến thân. Trải qua hơn 10 năm phục vụ Võ Tắc Thiên, Uyển Nhi bây giờ đã già dặn hơn trước rất nhiều, mà nhan sắc vẫn phơi phới như trước. Lục Võ Tắc Thiên nạp nam sủng Trương Xương Tông, ý định sử dụng nam nhân lật đổ ngai vàng của Võ Tắc Thiên lại bùng cháy trong lòng Uyển Nhi. Phần lớn là Trương Xương Tông khôi ngô tuấn tú, có sức hấp dẫn nữ nhân rất mạnh mẽ. Một phần là vì Uyển Nhi muốn lợi dụng, nên những cử chỉ khiêu khích rất thường xảy ra mỗi khi gặp gỡ, kể cả lúc có mặt Võ Tắc Thiên. Dần dần hai người đã có những cuộc gặp bí mật và chớp nhoáng. Dĩ nhiên những chi tiết nhỏ nhặt này khó có thể qua con mắt tinh đời của Võ Tắc Thiên, nhưng chưa thể làm gì được bởi chưa bắt được chứng cứ xác đáng. Lúc đó Võ Tắc Thiên đã 70, thế mà lòng ghen tuông vẫn còn tràn đầy. So ra thì nhan sắc của Uyển Nhi không thể bằng được Võ Tắc Thiên, nhưng bà ta ghen với cái tuổi thanh xuân mơn mờn của Uyển Nhi, quyết định phải cho cả hai một bài học. Sự ghen tuông càng lên đến cao độ thì sau này Uyển Nhi và Trương Xương Tông không còn giữ gìn kín đáo nữa.
Mỗi lần gặp mặt nhau dù có Võ Tắc Thiên bên cạnh, vẫn liếc mắt hoặc trao đổi những lời yêu đương bóng gió. Một lần trong buổi điểm tâm có cả Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi và Uyển Nhi cùng ngồi. Võ Tắc Thiên ngồi ăn với thái độ hết sức bực bội. Bởi vì đêm qua Trương Xương Tông không biết vì sao thiếu nhiệt tình trong việc phục vụ. Nỗi tức giận về việc chưa được thỏa mãn lại càng dâng cao khi bà ta thấy Trương Xương Tông và Uyển Nhi nói cười ra vẻ thân mật. Uyển Nhi còn bạo dạn gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Trương Xương Tông, cười nói: "Món bát bửu này thật vừa miệng, thiếu gia không ăn thì uổng phí lắm." Thế là cơn tức giận được dịp bùng phát, Võ Tắc Thiên đang cầm đôi đũa bằng bạc gầm lên dữ dội: "Hay cho tiện tỷ, ngươi dám đùa giỡn với người của ta công khai thế sao? Tội của ngươi chết trăm lần cũng chưa vừa." Vừa nói, Võ Tắc Thiên vừa đâm thẳng đôi đũa bạc vào mắt của Uyển Nhi. Theo lệ hoàng cung, bất cứ bữa ăn nào cũng đều có hai loại đũa. Một bằng ngà để dùng, một đôi bằng bạc để thử các thức ăn. Nếu thức ăn có độc thì đôi đũa bạc sẽ chuyển sang màu xám đen. Nhờ đang cầm đôi đũa ngà gắp thức ăn cho Trương Xương Tông, Uyển Nhi liền dùng nó gạt phắt đôi đũa của Võ Tắc Thiên qua một bên, đồng thời mau lẹ đứng dậy rồi lùi ra xa, lấy tay áo chùi dòng máu nhỏ vừa tươm ra trên trán. Thấy Uyển Nhi ra vẻ đề phòng, thái độ rất cương quyết, đôi mắt long lên dữ dội, biểu lộ rằng sẽ tiếp tục chống trả nếu Võ Tắc Thiên ra tay lần nữa, không hề sợ hãi chút nào. Lần đầu tiên Võ Tắc Thiên gặp phải cảnh bị người ta chống trả, bàng hoàng mất một lúc. Ngay lúc đó, Trương Xương Tông khôn khéo hô to: "Người đâu? Bắt giải Chiêu Dung vào lãnh cung, chờ hoàng thượng phân xử sau." Võ Tắc Thiên còn đang bối rối thì bọn cung nữ đã xúm lại kéo Uyển Nhi đi. Trương Xương Tông đã giải nguy cho người tình của mình hết sức khéo léo. Trương Xương Tông nhân cơ hội Võ Tắc Thiên chưa định tĩnh tinh thần, quỳ xuống ngon ngọt bào chữa cho Uyển Nhi: "Bệ hạ bớt giận, ngày hôm qua bên thân vương có đem vào một ít bánh ngọt, nhờ vả tiểu thần một việc nhỏ. Tiểu thần thấy Chiêu Dung vô tình đi ngang qua thì liền tặng cho một cái. Có lẽ vì vậy mà hôm nay Chiêu Dung mới gắp thức ăn cho tiểu thần, tỏ lòng cảm ơn vậy thôi. Nếu đã có lòng dạ nào thì đâu dám bừa bãi trước mặt Long Nhan. Xin bệ hạ anh minh xét lại cho tiểu thần và Chiêu Dung được nhờ." Nghe vậy, Võ Tắc Thiên càng thêm phân vân. Một bên là người phục vụ ưng ý nhất của bà, một bên là một nữ quan thân cận, giúp cho bà khá nhiều việc quan trọng. Nếu bây giờ chỉ vì một chuyện tầm thường mà làm lớn lên, thì có khi mất cả người thân cận lẫn người tình trẻ tuổi. Vì vậy, Võ Tắc Thiên hậm hực buông đũa, đứng dậy lạnh lùng nói: "Người nói hay lắm, việc này cứ để sau này rồi hãy giải quyết." Sau khi định tĩnh tinh thần, nỗi hờn ghen đã lắng xuống, Võ Tắc Thiên mới suy nghĩ đến cách trừng trị nào cho thật thích đáng. Có thể răn đe cả hai mà không phải sử dụng đến cực hình. Bà chưa muốn mất một trong hai người, ai cũng còn cần thiết cho bà trong hai lĩnh vực chính trị và tình dục. Đã quen tính toán thủ đoạn, Võ Tắc Thiên đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Lập tức gọi tên thái giám thân tín nhất vào dặn dò. Tên này vâng lệnh đi ngay. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Võ Tắc Thiên.